Chào quý anh chị, chúng ta đang đứng trước dự án Cát Tường Phú Nguyên 2. Thì đây cũng là một trong những dự án của Cát Tường triển khai trước đây vào khoảng năm 2016. Chúng ta sẽ tiến vào trong dự án và xem dự án có gì thay đổi sau 2006, 2007, 2008, 2009, sau gần 3 năm. Sau gần 3 năm của Cát Tường triển khai thì bên này cũng có tổ bảo vệ. Khu bên này chủ đầu tư trước đây cũng có xây nhà để bán. Và hầu như là đất này là nhà khách hàng về xây. Nguyên khu này khách hàng về xây ở rất là đông. Đây công viên tiểu cảnh. Đây các nhà này là khách hàng về xây mới hết. Bên trái chúng ta là dãy nhà của Cát Tường được xây trước đây. Dân cư hiện nay về ở cũng rất là nhiều. Đây cũng là một dãy của Cát Tường xây dựng. Khách hàng về làm thêm bóng rào. Với dự án Cát Tường Phú Nguyên 2 thì trước đây chủ đầu tư bán giá rơi vào khoảng tầm 4,5 triệu đến 4,8 triệu một mét vuông. Giá đất hiện nay ở khu vực này rơi vào tầm 12 đến 14 triệu. 12 đến 14 triệu một mét. Mà hiện nay khu vực này cũng hầu như không còn khách bán lại. Trồng cây xanh là cây dầu. Sau này những khu dân cư với những cây cổ thụ như thế này khi mà phát triển và hình thành thì khu dân cư sẽ rất là mát và rất là đẹp. Đây bên trái có một khu công viên. Đây khách hàng xây dựng mới. Đối với các dự án của Cát Tường triển khai thì hầu như về điện chiếu sáng, công viên cây xanh, công trình công cộng và vệ sinh của khu dân cư thì hầu như chủ đầu tư vẫn còn duy trì và miễn phí cho quý khách hàng. Đây cũng có một căn nhà khách hàng đang xây dựng. Nhà đất cho em. Đây là môi giới ở khu dự án. Được, chúng ta là khách này nha, biết theo. Quý anh chị đã theo dõi video. Tiếp tục nó sẽ tiến về dự án Cát Tường Phú Sinh của Cát Tường triển khai cuối năm 2016 đến hết 2017. Đây là một dự án rất là lớn của Cát Tường với quy mô 107 hecta. Quý anh chị nhớ theo dõi video, nhớ theo dõi kênh để theo dõi video mới.